giờ xuống ta đọc đây. Ừ, thì ấy ăn ngon chứ bộ. Đi trúng được đạo ăn. Bây giờ đọc cái bài thơ này đây. Cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh tức là nhắc nhở mình phải tỉnh thức và luôn luôn cảnh giác. Cảnh giác mình, cảnh giác trong môi trường sống, cuộc sống.